theo gọi là cái công viên ấy. Cứ đang viên thần nào học được Thành cái đứng tới múa tập mà múa hả? thì múa theo, rồi cái kia thấy một nhóm nữa múa theo, ở đây thấy quyền học 3 năm, rồi nó kia thấy múa gì 3 năm 2 3 năm tùm lum ấy. Hôm qua có một đứa học 10 năm không được cái gì ấy. Trẻ đó 10 năm thấy được quyền Thì tôi thấy học lâu quá cái người ta bắt đầu không, tại vì cái môn khí công nó ở Việt Nam mà đâu có ai chính quy đâu, không có ai bài bản đó. Từ cả trăm năm nay rồi, bây giờ ra công viên bây giờ một khí công không có chỗ nào treo có bảng dạy hết cả trăm năm. Nếu mà chị dân Sài Gòn tôi từ hồi trẻ giờ thầy đi chiếu không có chỗ nào để có bảng đúng khí rồi, công dạy hết á. không thấy ai dạy. Cái thứ hai là bắt đầu họ thích, họ cứ ngó công viên thấy người Tàu là họ thích cái đàn, thấy tại muốn múa thấy quyền cứ vô học vậy thôi. Nó chỉ có ở mấy cái câu lạc bộ của mấy cái người lớn tuổi, lâu lâu mới xuất Ừ. hiện có một người Rồi nào mấy đó cuốn sách khí đăng công của một nhóm này nhóm kia của ông Ngô này ông Ngô kia, nhiều nhiều ông viết lắm, một số ông là đa số là võ thuật viết không à, mấy ông võ thuật viết khí công nhiều lắm. Rồi cái môn khí công chính quy của đạo á không có, tức là cái ông phải đạo giáo, cái ông là một cái ông trong đạo ông viết là mới trúng, còn võ thuật thì chưa chắc chuẩn, đó là nó sai. Thành ra khi nó sai rồi bây giờ cái người ta không, tức là từ cả trăm năm không ai thành công môn khí công hết, cả Việt Nam rồi cả không ai thành bởi công vì mấy luôn. cái ông võ sư người ta lại dạy làm cho người ta hiểu nhầm, mấy đó là mấy ông võ sư đều biết khí công hết, với lại coi biểu diễn cái này. Bởi vì cái chuyện chưởng á, người ta tưởng khí công là đánh như chưởng, bởi vì nó lệch hướng. Kim Dung là nó là nhà văn, nó khích đại cái khí công thành thành ra là cái thứ là siêu nhân đó, người ta nghĩ là siêu nhân. Thành ra bắt đầu cái người ta nghĩ, cái nhiều người mà họ học học chữa bệnh hỗ trợ cho học đi học đánh lộn làm cái gì đó, nó nghĩ vậy học cái gì đó, thành ra cái nghĩ khí công là đánh lộn, là trong ngành võ thuật là vô ngành võ thuật học đó, là nó vậy đó. Nhưng mà trong ngành võ thuật cái ngay những người mà chân chính gọi vì võ thuật họ không bao giờ họ chỉ khí công cho người mà không có đủ ngày xưa vậy, Tại có sao? không có đủ đức mới chỉ. Tại ngày xưa đó cái môn võ thuật là môn giết người giống như vũ khí nguyên tử giờ đó, bây giờ nó có vũ khí thì cái võ thuật không quan trọng, thì hồi bây giờ dạy được nè, bây giờ tôi có dạy thì không sao, tại nó cũng đâu đánh được người ta, người ta lấy súng bắn mà ngày xưa nó không vũ khí nó giết người ta là sao mà cứu, thì họ phải hạn chế lại. Thì cái bài khí công hôm nay là cái, bây giờ để ý con người ta cái khi tập tập cái gì cũng phải đứng ít nhất 1 tiếng 2 tiếng vậy, thấy không, đứng 1 tiếng 2 tiếng. Trong cuộc đời có nhiều cái ngành nghề là nó đứng một trên 1 giờ đồng hồ không? Ví dụ trong đạo Thiên Chúa giáo là đi đi nhà thờ nào đứng đứng có khi 1 tiếng 2 tiếng khi cái chuẩn bị gì tự biết. Bây giờ chị làm sao chị đứng 1 tiếng mà cái chân không có một cái bệnh gì xảy ra đó, cái suy nghĩ cái chân đứng hoài mà cái chân đó là một cái đứng. Mà trong ngành buôn bán hiện giờ cái chợ Bến Thành tôi thấy nhiều cái quầy nó nhỏ bằng cái ghế này thôi, đứng nó tháng chịu đứng bán đồ, đứng bán cái quần áo này. Hay con bà mày bán này, sinh tố đứng cái ngoài đường một cái xe đứng từ sáng chiều hỏi gì cái chuẩn bị gì đó biết rồi đó. Bây giờ tỷ lệ người lao động mà chân tay mà nghèo hầu như đứng nhiều nhất nhiều lắm đó, những người đó bệnh mình đâu biết họ nói gì, mình nó chết luôn, chả cái cả nghèo quá không có tiền sửa cái chân nó tê nhất. Thì những người nó còn, nếu mà nhà nhà mình có mẹ mình làm cái nghề đó về thấy bà cứ rên đau đau rồi coi bà chết đi nó sao, nó là những bệnh bây giờ trong tây y gọi là giãn từ mình chân, rồi cái chân nó có gân nó to này đứng nhất chân nhất cẳng hoặc đứng mà nó nhất là ngầm là cái đó, tại vì chị đi tưởng tượng cái chân mình nó phải đâu phải như cái chân ba chân này đó, nó thăng bằng này thấy không, cái bàn chân mình thì ý nó có một cái lỗ lõm này, có 2 cái cục thịt này thôi. Tây y nó phân phân nó lấy máy tính nó đo lại là cái trọng lượng chịu ở đâu nhiều chỗ nào và nó sạch gân bệnh gì, nhất là mấy bạn mang quốc cơ bóp bệnh gì biết liền. Cái chân nó vậy nó là bệnh gì, rồi cái người mình lăn đi ngoài ngoài đường cái chân đi cái gì, thành ra cái vết chân người không ai giống ai, cái trọng lượng đó san sẻ hơn chân. Ví dụ hôm nay chị đau đau họ đau một chân là cái chân bên kia nặng bên chân này nhẹ đó, chị không thể đau không thể đi đó vậy đó. Rồi hết trong người mà ngồi đau cái gì lát một cái tướng nó thay đổi hết, thành ra bây giờ cái môn mà hôm kia mình học rồi là môn đi, rồi đi thì nhớ là tóm tóm lại đi có 2 loại, đi đi ngang và đi lên, tức lên dốc á, gọi lên cầu thang á, lên cầu thang là của Đạt Ma tức là 5 bước chân á, còn đi mà của tiên gia là đi ngang.
đi những cái chuyện bình 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 đi ngang đi ngang đi đi tức là không có lên dốc. Còn lên dốc phải đi theo Lạt Ma có năm loại, thì hai cái loại đó mà đi lên dốc á, là không có đổ về trước, phải đổ ngang, giống như cái đồng hồ á, lúc lắc gì nó có trọng lượng hấp này nó hấp này, thành ra cái người lên núi phải đi hình hình chữ Z nha. Bây giờ chị lên núi có bây giờ ai 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 làm cái đường lên núi mà đường thẳng bây giờ nó phải vậy nè, để nó giảm cái độ dốc. Khi đi ngang nghĩa là cái hình mình bước á, mình đi ngang hay là cái người mình phải đi ngang vậy? Phải đi hình chữ Z. À, nghĩa là mình vẫn bây giờ bất kỳ gì chưa lên cái dốc chị đi ngang này, chị đi ngang này ít mệt hơn chị leo thẳng lên dốc 45 độ thử chị lần thử đi biết. Chứ không phải là mình đi mình xoay người hình ngang luôn, không phải không, nghĩa là mình đi theo cái hình chữ Z. À, tức là ví dụ cái dốc này chị có thể chị lên thẳng vậy chị đi nha. Cái chị đâu có mà để đi mà tự nhiên thầy hầu như đa phần tự nhiên cái người ta leo lên cái người ta đi thôi, nó siêu dễ tưởng đẩy bạn tự đi bên ý con voi nó đi vậy, voi nó chỗ nào nó đi không bao giờ chọn nó lên núi đi thẳng, để không bao giờ nó đi nó là hồ cái nó thành ra cái ngày xưa khi Pháp nó muốn làm đường nó thả con voi đi làm ra đường là chính xác nhất, đâu có máy đo nào hay bằng con voi. Bây giờ nó có cái máy mà gọi là máy đo độ ba cao của núi á, ngày xưa đâu có đâu, cái thẳng do đi à, rồi làm đường theo do thì sao, là cái đường nó tối ưu nhất mà tốt nhất cho sức khỏe con người luôn, con do tại nó nặng, nó đi lên cái núi là đi làm sao cho nó đỡ hao năng lượng chính nó phải trời phải dạy nó chứ, thì con đường mà đi là con voi đi, đó là con voi. Mà thứ hai con voi để ý là cái chân là như cái ống mà nó không có bàn như mình, ống như mình. Nó có một bóng vòng tròn, nó giống như vòng tròn quấn. Thì mình để ý cái chân qua là nó nguyên cái chân nó đi nó đứng thẳng xuống này đó, đó nó đứng một chỗ là đứng thẳng, nó không bao giờ nó cong như người đó, như cái trụ vậy đó, mà cái trụ nó lại đập tròn đều thì nó không bao giờ bị giãn cái mặt chân, ghê chưa. Nhưng mà người ta phải chùi rửa móng nó hoài tại đi thôi, nó không thì cái đó chuyện nó nhồi trong rừng do không có người chăm sóc nó cũng sống được, nó có cách hết đó, nó mài móng hay mài gì không biết, nhưng mà nguyên tắc đó thì để ý là nó phải đứng, cái chân phải đường thẳng, cái chân phải luôn luôn thẳng từ dưới này lên tới háng phải thẳng, đó là nguyên tắc thứ nhất. Bây giờ cái chân đó, người ta để ý nó có những cái kỹ thuật để tu mà cái này từ thực tế ra hết chứ không phải là người ta chế. Khi chị khiêng cái gì á chị phải banh cái háng ra, nghĩa là mình dài như chân vậy, bưng cái gì là phải dài, còn nhảy xuống hồ là phải vậy, chứ ai nhảy xuống hồ đứng banh háng nhảy xuống, để khi chút cái lực đẩy về phía trước này, hai ngón chân nó cái hình tam giác phía trước, nó ra một quy luật, khi khiêng nặng á, khi mình nhảy lấy cái lực búng về phía trước là hai ngón chân nó hơi chui vào hình nhảy. Còn nếu mà khiêng nặng là hai cái bàn chân nó hình như vậy, tức là khiêng cái gì nặng là phải banh hai cái đầu gối đó đẩy lên, còn xô xe hơi là phải hai bàn chân hơi chút xuống này xô tới hai bàn chân nó chịu vậy đó. Bây giờ nó tìm ra cái này từ thực tế nó ra hai loại bàn chân khi đứng rồi đó, của con người, cái này là nâng tạ này, hay nâng gì nặng hay nâng gạo, cái này là đẩy này, thấy không, đó loại một loại. Loại thứ ba là loại thông dụng, ta thường đứng tức là đứng vậy, nhưng mà đa số người ta không ai đứng vậy, nó hơi cái méo, người hơi cái méo, người đứng hơi xiên xiên vô cái bàn chân á, không bao giờ người nào mà đứng, mấy người đứng là đúng chuẩn, người chứng cái độ thế, còn người thường hơi vậy, thấy không, hơi vậy tức là ở trên là giống như cái bước này, là trên nó xuống. Có người là đứng dậy là nó hay dồn trước, thành ra cái người mà đứng hai cái bàn chân mà hở ra trước là nó đang ngửa ra sau, nó hơi ngửa ra sau, còn thằng chụp trước là nó hơi đổ trước như thế nào, đó là để ý, cái đó là cái trọng lượng sai biệt. Bây giờ từ này phân tách nó có ba loại. Bây giờ bàn chân mấy người đi cứu thêm những cái loại nữa là bàn chân bây giờ mình là hai cái hình chữ nhật, nó có những vị trí
chịu đựng đó, tức là bây giờ đứng cái mép ngoài nha, mép ngoài nha, mép ngoài bây giờ phân tách, rồi đứng cái mặt cạnh trong đó, rồi bắt đầu nó phân loại thì nó tìm ra nó có 8 loại rồi, nó thêm cái này là 1, 2, 3, 4, 5 rồi cái mũi chân thôi, này nó đứng bằng mũi rồi đứng bằng gót, chịu bằng cái gót đó, thấy nó phân loại chưa, mình để ý cái trọng lượng người ta, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bây giờ cái loại thứ 8 là gì, là đứng nghiêm trung quân đội 2 chân 6 này, 2, 8 đó, con người có 8 lại đứng, bởi vì cái ngày xưa nó khôn, nó luôn có tại sao nó ra số 3, có 3 nó không số 3 thì cái chân nó là hai lưỡi qua, tức là cái sàn qua sàn sàn nó ra 8 loại vậy đâu, chứ đâu có gì được khó, bởi vì người ta cái bởi vì cái luật mà kinh dịch ngày xưa nó ra, nó do cái gọi là san sẻ, chứ hai cái này ta sắp xếp mà nó ra nhiều loại vậy thôi, đúng không, giống như giờ cái một cái hình vuông hình tròn sắp qua sắp lại sao nó có nhiều loại sắp xếp, cái này sắp xếp bằng chân, cái này giống như là cái những cái kiểu hình chân mà người ta hay đứng đứng bây giờ bắt đầu. Bây giờ mình biết như vậy nó có 8 loại bằng chân khi đứng. Bằng chân này có loại là đứng bằng vai, tức là trên khoảng cách từ trên xuống vai là cái vai, chứ cái chân là bằng vai, loại 1. Loại 2 là võ thuật đứng là trung bình tấn, là đứng này là cấp. Đó là trung bình tấn, tức là cái này nó rộng. Còn cái này là bằng một bằng chân ở giữa nè. Cái này là đa số con người đang sử dụng. Cái loại này là phải 90% con người đang sử dụng, có ai đi banh háng bao giờ, có ai đi nhỏ hơn háng bao giờ, có ai đi cái chân nhị giờ nó phải vừa vậy. Ít nhất nó phải lấy cái làm chuẩn từ 80% đi cái bằng chân bằng cái vai, đó là cái chuẩn. Thì cái chỗ này nó bên này nó gọi là, mà khi mà ta đứng đầu sẽ biết đâu có đứng dài, chứ không phải đứng banh háng mà đứng vậy. Thì cái thức này dành cho võ thuật, tức là xuống thấp, nha, đó xuống thấp dành trong võ thuật. Hay là đăng làm cái này nó không thông dụng, cái này mới thông dụng, cái này trong phẫu thuật nó xài nhiều lắm. Còn bên cái này bây giờ cái người thường nó phải làm sao, bởi vì cái bệnh là do bên này gây bệnh đã, như cái này ít đứng lắm, cái này nó sẽ sanh bệnh người ta. Thì bây giờ chị thấy 8 loại đó, bây giờ mình phân cách này. Loại 1 đứng vậy, cái loại 2 lít bây giờ nếu mỏi không biết đứng hồi cái mỏi chân, tôi đổi ra loại 2 tôi banh lại vậy. Nó hay lắm, mỏi tôi trở về lại cũ nữa là không tính, nó gối đầu là một là ra được một lần nữa. Rồi nó mỏi tôi lại chút đầu vô, chút đầu chân vô thì bắt đầu tôi lại trở lại lại nữa, sang lại thêm loại là trở lại nữa, nó đứng thêm một thời gian. Cái điều ví dụ cái này 5 giây đi, 5 giây thấy không, 5 phút đi đó, vậy đó bắt đầu nó lên thời gian không biết mỗi chân là gì à? Là loại 1 nè, loại 2 nè, loại 3 xong cái nữa loại 4 nè, cái đứng cái mép ngoài cho đứng cái chân nó hơi hơn gì cái mép này lặp ngoài, tôi mỏi một cái tôi trở về cũ, em nó lặp lại 1 lần 2 lần rồi 3 lần lặp lại lần 2, lần 3, lần 4, cái này là mép ngoài. Cái này là được thường. Rồi mép ngoài thôi, đổ vào mép trong. Đó. Rồi tôi lại thêm lần nữa là lần thứ 5. Bình thường lại đứng theo cái chỗ này. Này mép trong. Rồi tôi làm lần nữa. Mũi. Mũi chân tôi lại lặp lần nữa này. Bình thường. Gọi là 1, 2, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần là lần. Cái này nói chung xong được lần thứ 7 là bắt đầu tôi lại nhảy qua, tôi làm cái này là mũi, nó cho là 7 là cái loại này bình thường. Rồi bắt đầu tới là cái gót, thấy không? Đó, tức là cái đứng chung, cái đứng bình thường nó xài từ cái 7 lần. Loại 7 là 7 lần. Đó thì khi mình đứng này mình săn kẻ là chị Nhơn coi là bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người dịch tổng số những cái thế đứng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13. Thì nhân 5 phút là nhiều, 5, 3, 15. 1, 5, 1, 5, 6, 1 tiếng. Chỉ cần đúng 5 phút thôi. Đó, tìm ra bí quyết rồi đó. Thành ra chị đi đâu chị cứ làm vậy sao? Mà cái mỏi này là không có cố định. Thế mỏi là đổi. Đó, đó là mỏi là đổi. Tìm ra rồi đó. Thì thường thường ai thì đúng 5 phút thì mỏi đâu. Là đúng 3 tiếng rồi đó. Thường thường là 10 phút, 15 phút mới thật mỏi. Thì chị Nhân nó gần 3 giờ đồng hồ. Thành ra hết bệnh rồi. Thành ra con người buôn bán thường thường nó bán một ngày có 8 tiếng lao động thôi. Thì đứng 2 tiếng lao động, có đổi gì qua là nó đứng khoảng 4 tiếng là xong, ngày nay 3 tiếng nó còn được thôi. Là không bao giờ được. Đó, tìm ra biết. Cái bằng chân đổi rồi, đó mà không ai biết. Tại vì lúc có ai lo nói chuyện ra thấy bằng chân dưới mình đỡ đâu. Người ta thường thường có kỳ lắm, cái lo cái ngó cái gì đâu, không ngó cái quan trọng của cái chỗ tựa của mình. Cái người sức khỏe họ có cái điểm tựa không à. Ví dụ mình mỏi cái mình đứng ra mỏi cái mình cái gì mình kiếm cái điểm tựa. Những người sức khỏe họ thường đứng tựa, cái người đứng và cái người khôn rồi coi thằng này nó đứng chân xanh nó tựa ở đâu để không mỏi, tìm mới tìm ra cái này. Thành ra cái này gọi là bát quái chân, tám vị trí bằng chân gọi là bát quái bằng chân, bát quái chân, bát quái tức là sơ đồ bát quái chân, tức là thành ra tám loại mà săn kẻ cho cái thay đổi cái từ thường thay đổi. Nãy thay đổi như 7 loại, là tới 15 loại. Tức là còn cái thức thế đứng chục chân. Đó, thấy không? Là 8. Hai chân sạc là 8. Đó, thành 8. Cho 15. 15 nhân cho 10 coi như là 1 tiếng rưỡi. Tầm 50 phút rồi. 10 phút rồi đó. Rồi còn tiếng nữa này. Rồi là trở lại lần nữa lại xoay từ số 1 trở lại nữa. Cái đó là cái kiểu bằng chân á, mình xoay như mình đến như vậy khi đứng lâu á mỏi, mình đứng một chân. Không, cái chị đứng cái đó mình không, cái này là mình không có quan tâm tới cái bên nào cứ đứng giờ đứng nhà thờ vậy thôi, à không vậy không, còn chị đứng đây chơi trong mà cong nó chia cái chân nó nhẹ đó một nửa rồi chị dồn một chân nặng lắm. Bây giờ chị 60 mỗi chân là đứng một chân là thường gần 40 kg chia zero, nặng lắm, mỏi lắm, mỏi còn khủng khiếp luôn. Giờ chia đều mỗi thằng 35 ta chia là 15 loại thì máu nó chạy đều thì nó hiện tượng đó. Thành ra cái người đứng mỗi chân phải để ý nha, cái lúc cái này là cái đó là phân theo bát quái, nhưng mà khi đứng nó không theo bát quái mà theo cảm nhận chứng, dụng đứng cái chân này nè mình thấy nó tê bên trong thì phải đổi cái này, chứ không phải theo quy luật thầy dày cái đuổi dày đuổi dày đuổi dày tùm lum. Mày bây giờ mình đứng mình thấy tự nhiên mà thấy nó mỏi đây, tức là máu nó động này là cái mạch máu để sưng cái này thì nó dày. Rồi thấy nó mỏi ở phía cái dưỡng chân phải lộ phía trước vậy. Nó mỏi ở cái dưỡng cái sau quá là phải ngửa lên vậy. Tức là nó phải đối. Nó phải là âm dương. Chứ cái nguyên tắc là 8 loại chứ không phải ông thầy nói cứ thuộc lão vậy, sao vậy không có đâu, mình đúng vậy. Nó không cần tuần tự. Không tuần tự, cái mỏi phải đối lập. Để mình cho máu mà nó theo vòng tròn nha, bây giờ chị thấy cái mỏi nó theo cái vòng tròn, ví dụ bây giờ nó là cái bằng chân lên chữ nhật vậy. Nó mỏi ở đây thì chị chữa rồi thì phải rồi phải chuyển ở đây, chuyển đồ qua đây đi thành chu vi bằng chân, à không biết là chết. Ví dụ chị đứng như đang mỏi cái mũi, chị đứng như bắt hết mỏi mũi rồi, cái kế nó là phải đứng cái mép bên trong. Thì cái, nó có hai quy luật xoay theo chiều kim đồng hồ của cái bằng chân, của cái hình chữ nhật bằng chân, và xoay theo chiều kim ngược nữa. À, chị xoay theo hồ dài. Ờ, ví dụ cái này hết một vòng rồi chị sẽ xoay ngược lại nhé. Dù giờ mới đầu là cái mũi chân mỏi xong rồi đổi qua cái mép chân trong, xong cái gót, xong tới cái mép ngoài, xong cái mũi. Bây giờ đảo ngược từ mũi nó qua bên này, chứ không phải chị làm vậy hoài là chị chết nữa. Là cái người nó không hiểu quy luật âm dương, thành ra cái khí công nó luôn luôn lấy cái âm dương làm chuẩn để nó tập, chứ không phải là đoạn sàng hậu lên nha. Đó, nhiều người không có nắm cái đó, thành ra tại vì cái nguyên tắc âm dương là phải có dương có âm thì nó mới cân bằng. Máu giờ nó đang mày xếp nó, mày hồi nãy mày xếp nó theo chiều này thì bây giờ mày xếp chiều ngược lại thì có giống gì, chị đi vòng tròn như đi vòng này ngồi chống mặt chứ, hay đi trùng ngược hết chống mặt. Tại sao người ta đua xe cái bằng lái xe nó đưa nó chỉ biểu lái hình số 8 là biết rồi, mẹ nó lái vòng tròn chắc chống mặt chết mẹ. Chưa tới hai vòng cái té mẹ sao
Thành ra có con người nó có cái hay vậy đó, mà cái đó là cái luật âm dương số 8, tức là nè, số 8 là hai cái vòng tròn đổi chiều thôi. Thành ra mình đứng cái chân, tức là học mà cái đầu không có có cái tư duy về thái âm dương trong là có chuyện chết. Học thầy à, tao nội chân là tao đứng bú xua rồi coi chừng á, tao muốn đứng gì kệ tao là không có được, là phải theo quy luật, không theo quy luật là bệnh này. Thư luật âm dương, cái cực sanh sanh ra loại khí, là cái chân là tuy tôi vẽ ra 10-15 loại như vậy đó, thì cái người đứng là không ai giống ai nha, chứ không phải là tao đứng dày xong tao đứng mũi xong tao đứng mép trong. Còn người nó không phải nó mỏi cái mũi trước, nó mỏi cái gót là nó đi khá à. Có thằng nó mỏi cái khác nhau, cái cặp đại cái sức khỏe người không giống nhau. Có thằng nó đứng hoài vậy nó không thấy mỏi, mà đứng dày nó mỏi, hơi dày nó mỏi rồi. Có thằng nó đứng hơi nghiêng phía trước này lên là nó chịu gót chân trước thì nó không mỏi, mà nó chịu gót là nó đau, thì cái thằng đó không ai giống ai. Nếu như vậy thì khi mình đứng á, mình có đỡ. Đầu tiên là thì phải đứng cái chuẩn là hai bàn chân song song như này, 90 độ ở giữa bằng bàn chân, nó gọi là lập lập tánh, là cái vị trí ban đầu là hai bàn chân nó đứng đó nha, thấy không, xoay 90 độ này, lấy ngón cái lập cái làm cái là cái kẻ vẹt để bàn chân là chỗ này góc 90 độ rồi bắt đầu đứng đi, đó là chuẩn, bắt đầu mình đứng bắt đầu mình mỏi. Có người hay đứng hồi nó mỏi bên này, cứ đứng hồi nó mỏi bên trong, cái đứng hồi nó thì nó mỏi ở cái lòng chân, cái đứng hồi cái mỏi cái mỏi cái gót, khi nó mỏi cái mỏi đó thì nó phải đổi theo cái đối lập. Nhưng bắt đầu mày vẽ ra mày biết bệnh gì luôn à, biết mày đang bệnh gì luôn. Ví dụ bây giờ chỉ đứng vậy mà mỏi cái mũi, tức là mày nghiêng trước rồi. Còn mày đứng mà bây giờ nó mỏi cái mép bên này, tức là cuộc sống nó đổ bên này, nghiêng, cuộc sống ở trong nghiêng. Khi mình đứng cái này một thời gian, mình sẽ thấy cái quy luật của mình. Dù tao vừa đầu thấy đứng tao mỏi cái mũi chân trước, sau tao mỏi cái mép này sau, rồi mỏi cái mép này, thì hiện tượng là sao? Rất là cái trọng lượng đúng nó phải giữa lòng chân vậy. Tại sao nó bên này? Ai nó nặng bên này? Rồi đứng một hồi nó chịu không được, nó đổ đây. Đúng đổ không được, tức là một là cái lưng nó đổ, hoặc là cái ngực nó đổ, hoặc là cái đầu nó đổ, nó nghiêng, nó mới kéo cái trọng lượng nó đổ ra. Còn đứng dài á là cũng là từ cái háng nè, cái lưng nó có ba cái đường cong, cong bụng, cong ngực, cong cổ. Cái chỗ nào nó xiên bên nào, nó lệch bên này, tức là cổ mình nó bị méo bên cổ bên này. Từ đó mình biết cái bệnh của cổ mình. Ví dụ mình đứng dài mà nó cứ đổ phải là bệnh có đạo cũ nè, đổ bên phải là gan, đổ bên trái là thận, là phổi, đổ phía trước là thận, đổ cái sau tim, đổ là thằng nào đứng hồi là đổ trước rồi, coi chừng thận nè, là mấy người cha già để đi về không? Là có chừng mới nặng, thấy nằm có chừng bóng đó. Cái đứng hồi nó cũng đổ. Còn thằng bệnh gan là đúng, nó hơi nó đổ. Mấy thằng xỉn nó chỉ không bao giờ nó đổ, nó gục đầu cái trước nó đổ ngang không à? Xe đổ á, bởi vì ta xe đổ nó không có đi thẳng được, đổ chú vậy. Chú là mấy người chị già. Thì cái bàn chân khi nó có hiện tượng nghiêng vậy, nó nặng hướng nào, thì khi đứng cái bàn chân này, thì bởi vậy mình phải tập. Mình phải khi nào phải cái dịp này là một là chị lúc nào đi nhà thờ hoặc phải đi đón xe buýt thì đứng thử, và về nhà phải dành một tiếng đồng hồ tập để coi cái bệnh mình nằm ở đâu. Chị hãy đứng thử thôi, chị không đứng không tìm ra. Cái nhiều người đó cái này tao biết là lý luận thôi, rồi về mới tập thử chứ. Bây giờ mày đứng hai bàn chân mà đứng hồi coi nó mỏi đâu. Có người nó không mỏi chân mà mỏi cái lưng trước, chết á, nó mỏi cái lưng, nó mỏi cái ngực, mỏi cái cổ. Thì lúc đó có bài nữa là chống mỏi lưng mỏi cột rồi, bắt đầu nó thêm bài thứ hai. Có người mà cái chân đó nó không mỏi mà cái lưng mỏi dưới thì sao đó, thì nó có đề phòng được. Và thứ ba là cái bàn tay, bởi vì thì chị nói trạm trăm công đứng lên hai bàn tay để thì trong đây luôn thầy đánh trạm thầy cũng có tấm bảng, có bảng luôn mà làm biến thầy cái ngồi dưới rộng hơn thầy. Đây cái là từ giải thứ ba, đọc lấy từ giải về viết cái đó trạng thái. Cái người có người nó mỏi cái chân trước, có người nó mỏi cái lưng trước, mà lưng có ba chỗ mỏi à, thắt lưng, bây giờ phân tách thành ra
phân cách. Có người đó là loại khi mà đứng một chỗ có hai loại này, một chỗ này có người mỏi chân, có người mỏi thân đó. Đó, bây giờ cái tay là không không kể, thả lỏng là không có nói gì, tay thả lỏng ba bộ phận. Thì cái thân này, thân nó có ba vùng, tức là cái bụng là nó có L1 tới L5, ngực nó có từ ngực 1 tới ngực 12 là 12, cổ này C1 tới C7 đó, ba cái vùng nó có ba cái đường cong cổ, đường cong ngực, đường cong lưng. Cái đường cong này có một cái tâm, đường này có cái tâm, có ba cái đường cong. Thành ra cái bài chạm trăng cong, nếu gõ cho bạn thấy một con người đứng hai tay nó khung khung nhỉ, hai đệ ta để trước này đứng nhỉ, đứng vậy đó, còn mới đứng vậy. Hoặc là khi gõ chạm trăng cong tiếng nó thấy đứng vậy, nhưng mà cái đó nó không phải đứng vậy. Bây giờ nè, tôi ngồi cái lưng này, cái tay tôi đây này, tôi bứng cái tay này, bứng cái cây này, cái sát lưng này, cái tư thế đứng này nó đang bứng cái cây. Chị đứng này, chị thấy đứng này, chị sẽ thấy cái lưng. Chị đứng nè, nè cái tay gì ôm bỏ tôi biết đây nè, ôm cái cây đòn ngay nó lên, cái cây đòn ôm cái cây đòn, chị bứng cái cây gì bứng lên tụi này đó, thấy cái lưng nó thẳng rồi. Hay không, ghê chưa? Nó kéo cái lưng thẳng lên rồi, nó ngay ngực thì để này bứng lên này, để tay bứng lên ngay cổ, để này ngay cổ một chuyện này. Để tôi làm ba cái vị trí này, ngay xuống lưng ngay chỗ cái cây này, bứng lên cái phần này, nó lưỡng lực này, rồi đẩy ngay cổ đẩy lên, đẩy lên, này đẩy lên, đi hai con giò khép vô, đẩy đổi cái cổ nó phồng ra thẳng cái cổ này, thấy không? Đó. Ngay cái cầm cổ. Thành ra cái tư thế khi cầm trăng cổ cũng có nhiều lúc đứng vậy, là nó mỏi lưng, mà thấy nó đứng vậy nó mỏi lưng, mà đứng vậy nó mỏi cổ, chứ không phải lúc nào đứng chỗ à? Tìm ra ba vị trí chưa? Đó, thì cái vị trí thân đó, nó gọi là bước, trong khi con gọi là trạng thái đứng bứng cây, chứ không phải đứng cái tay rờ rờ chung chung. Chị đi coi, chị để tay thử coi, để tay ngoài, chị ngồi chị để, chị bứng cây lên nè. Bây giờ không có tay đâu, chị để chị nâng lên cái, không giống nhất tại nó bứng không được, nó dịnh cái cây không đứng nhất. Chị rồi dùng cái lực kéo lên sơ sơ, hết không mỏi tay, hay không? Nè chị kéo lên đi, à hai cái tay đâu có mỏi. Bây giờ mà không có kéo nó mỏi, ghê chưa? Nhiều người không có biết. Thành ra ủa sao nó đứng hoài không mỏi tay, tại tao đang bướng. Nhưng mà không tìm hiểu sao nó đứng cái tay giờ mà mỏi lên, nhìn nể rồi tao đang bướng vậy nó không mỏi. Nè tôi để xa tao bướng nè, chị bướng để xa vậy. Rồi chị bướng lên nè, đó, nó mỏi chỗ này. Hay lắm, cái khi nó truyền ra là ở đây thẳng băng nè. Một tiếng không mỏi tay này, còn đứng mà không có nâng lên, mỏi. Nghe không? Mình đưa mà không nhúc nhích lại cái cây nó bứng không được. Nhớ cái cây bứng không bao giờ được. Cái tay là không. Dịnh vô đó rồi kéo lên cái hoài. Dịnh vô nè, đó nó kéo lên. Đó. Mà vừa sức càng nhẹ bấy nhiêu hay bấy nhiêu, càng nhẹ bao nhiêu thì là đỡ hao năng lượng mình, nhưng mà không bao giờ mỏi cái tay. Tay để vậy ha, để chị đang biểu dơ tay cầm cái gì, dơ làm gì thì phải nâng lên. Để khoảng một tiếng mà không mỏi tay. Còn để vậy ha, không có nâng, mỏi cái mẹ luôn. Chỉ cái nâng lên, mà nâng tức là nó không nhúc nhích, bằng tay nhích cái mắt thua liền, cứ đứng một chỗ mà nó căng cái lực hướng trên. Bây giờ bật thân tắt, thôi là cái cây mình để ý cái này khó hình dung lắm nha thầy. Ừ thì phải về cái bàn tay của mình nó là thì nâng lên nhưng mà không cho nhúc nhích, tức là tại cái cây này nhỏ phải, không được, mình phải tưởng tượng là thì mình là cầm cây sắt kéo cầm lên được, cái cây gì đó kéo mà không lên được, kéo lên. À, không đứng nhít, nó nhít lên cái là nó lên rồi, nó không kéo được, nó chạy nó găm xuống đất mà không bứng nổi, mà bứng có cái tăng lực khi nó đủ lực nó mới bứng, chứ cái cây không, cái cây nào mà bứng được liền, nó đủ cái lực đối trọng đối ngược chiều cho nó mới bứng, nó còn bằng là thấp hơn là cứ giữ hoài không có lên nổi. Bởi vì không bao giờ mà bứng nổi cái gì á, cái cây sắt càng to vừa bứng, cây dừa ra chỉ bứng một tay sao bứng nổi. Ngay cái trụ nhà này chị tưởng thì bứng này, nếu như mình muốn bứng một cái cây mà để ngang vậy thì mình không bao giờ bứng được hết á. Cây sẽ chiều dọc đứng này, đứng vậy nhưng mà khó bứng lắm, cứ để cứ từ từ bứng này. Đó là nguyên tắc đó vậy. Mà bứng nó bây giờ phân cách nó có, bây giờ cái cây mà khi mình bứng là cái cây, cái tay phải đứng thật, nó hơi vùng tròn, chị đứng mà thẳng là thua này, cái tay để thì thua, nó dài mới được nè, là khi đứng nó dài chứ không ai đứng dài là không hiểu.
cái cây nó tròn rồi này thầy mới đứng dậy á, mà phải hai tay mày bo nó lại chứ, là nó cái người đứng đứng mà cái tay mà đứng dậy luôn, đúng không? Cái thằng này, cái thằng này nó dậy nè, thấy cái cứng cứng không? Tức là tôi đang đứng này, tôi phải hai tay tôi quỳnh cái cùi chỏ này, quấn cái tay này nè, cái tư thế tôi quấn nó lại, còn đứng này trở lại, còn để cái tay mà không hiểu cái tay thứ xấu lắm, biết là thằng này không hiểu gì hết. Khi tôi quấn cái cây thì phải nè, có coi cái nhiều lúc quấn dưới này ha, ở dưới thấp dưới đùi dưới lắm này, là cái này là cột sống lưng, còn lên tới đây, thấy cái tay cái quỳnh này nhỏ này, nhỏ cây này, cái cây từ dưới này thì phải nhỏ tới đây, như lên tới ngực là chụp rồi phải dùng đẩy, thấy không? Cái tay hai cái cổ chỏ nó khép cho nó đẩy lên chứ, lên tới cổ này, lên tới đầu phải đẩy vậy này. Chứ lên tay sau nhổ lên vậy để hai tay đừng nhổ lên vậy. Thì cái tay cái tư thế nó thay đổi, đang ở dưới này là vậy nè, nếu đứng vậy tôi đứng vậy lên rồi ở ngay ở hạ bộ tôi vậy, để vậy trên hạ bộ lên lại tấn được là hai cái bằng hai cái cổ chỏ thế nó lăn quanh nó khép từ từ vô vậy lên tới cổ đó, thành ra bây giờ đang đứng vậy tôi mỏi hạ bộ thế này giống đứng đá vậy. Rồi tôi mở cái lưng này thì mẹ hai tay tôi phình ra lên một phình lên tới cổ đó đó, thầy đứng xa một chút với thầy đó, cái hộp nè làm lại như thế lúc đầu nè, khi mình đứng mà nó mỏ cái lưng có nhiều nè, nè cái này là đúng ở dưới đất này, tôi làm cái hiện tượng đứng một cái cáo này dưới đó lên tới đây là hết rồi, từ dưới đây là phải ôm qua nhà tôi đứng lên nè, tới đây thì khép lại, khép lại cái cổ hồi nãy nè, đẩy lên tới đầu vậy, thấy không? Cái này là bướng nè, lên cái cao là bướng nè, đó, thì cái đỏ, thì là cái tư thế khi mà có nhiều người mình đứng một chân nó mỏi, cái lưng nó đỏ nè, này kéo lại nó thẳng đây, để, mà cái lưng tôi nó nằm xuống, kéo đúng rồi, cái ngực tôi nó khom như vậy, tôi kéo cái ngực nó bằng này, cái cổ nó buộc xuống, cái cổ nó đó, nó có ba cái bứng nhưng mà nó bây giờ bắt đầu tôi để ý cái đó là bình khái niệm vậy, những mà đưa vô khí công nó khác, mỗi cái bứng này nó tác động như một cái địa đệm hình tròn, cái địa đệm nó có nằm dưới cái cột sống nó giống như là cái lốt được nó cái hình thù nó nhiều nó hơi bầu vậy nè, thì cái hình bầu này nó làm một cái miếng cao su, tưởng tượng là miếng cao su dài vậy nè, chỉ bứng lên đó, là không cho chống nén, cái địa đệm không bị nén, chống nè, bây giờ đè xuống là nén, tức là kéo giãn, với vậy nâng là kéo giãn địa đệm, còn đang để vậy chỉ ấn xuống đó, tức là để còng như này mình đè xuống là mình nhét cái cây xuống đất đó. Cái này là nén địa đệm, thấy không? Còn cái nữa nè, chỉ cầm hai bên chỉ ém vô là bóp địa đệm là hai bên hông, thấy không? Nên bóp đi, từ hai tay để vậy tôi tìm cách ép vô trong là cái địa đệm nó bị ép hai bên này, còn khi tôi kéo lên á thì địa đệm ngang như vậy thì nó lên vậy, tôi kéo xuống địa đệm nó xuống vậy, còn tôi làm như vậy là cái nhìn nó trong địa đệm nó bị áp lực hai đầu vô, rồi bây giờ tôi lấy hai tay trước này tôi kéo vô nó tác động đây, rồi tôi đẩy ra như này thì nó tác động đây, thành ra bốn góc, cái động tác này phải bốn góc chứ không một góc, thì kéo lên dài chưa hết mỏi đâu, đè xuống nữa là làm trong khí công là âm dương, kéo lên thì kéo xuống, mà kéo không một chiều là hư, kéo xuống mà kéo lên có xuống thì nó phành ra phình vô thì phải ép vô, mà ép vô bên này thì phải ép bên kia, nên là phải đẩy ra, rồi kéo trước về là phải sau đẩy lên, thành ra cái bàn tay của anh coi cái tư thế đi. Thành ra người tập không nắm quy luật, nó dương tập nó không quy luật, bây giờ tôi nắm đúng vậy thì cuộc sống tôi mỏi thì đúng là nhà là 1-3 giây tôi phải đè xuống 3 giây nữa, rồi tôi ép vô 3 giây thấy không, rồi tôi kéo vô 3 giây, tôi xô 3 giây nó mới hết thành ra nó có mấy quy luật, nâng là một cái vòng cái tay thành cái vòng tròn mình nâng rồi đè xuống, mà cái tay nguyên tắc thứ nhất là cái tay bất động, tay không cục cửa, không bất động này,
có ý kéo lên, kéo lên, tức là nhổ cây. Còn cái ý nữa là đóng đinh xuống, nhét cái cây nó xuống đất, là giống như đóng đinh, là đẩy cây xuống đất này nè, rồi bóp cái cây nhỏ lại, bóp nhỏ, bóp nhỏ, rồi banh ra, banh cái cây ra, banh, thấy không? Cái này cộng trừ, cộng trừ. Cái để ý ha, cái chiều này là chiều Z trên xuống, 3D chị thấy không? Học phải toán học, Z lên xuống này.